Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube Nam Bình Phương TV về cùng tán gẫu với cô Dung. Ngày hôm nay trong vlog này thì cô Dung đang rất là háo hức và lý do tại sao thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Trên tay Dung đây đang chính là một em Narciso Edebe Amri mới toanh, chưa được unbox luôn. Tuy Dương rất là tò mò không biết bên trong có đang chứa cái gì, nhưng mà Dương phải cứ dặn lòng là từ từ phải đợi tới cái ngày unbox, phải cùng cho mọi người xem và cùng phải thử cái mùi này cùng mọi người. Thế nên là ngày hôm nay cũng đã tới rồi và không chần chừ gì thêm nữa, chúng ta cùng unbox em này thôi nha cả nhà yêu ơi. Ok, mình sẽ cố gắng hết sức để mình không xé toạc cái bao bì này ra, bởi vì mình nổi tiếng là hậu đậu đấy, cho nên là mình rất sợ phải làm hư cái bất kỳ một cái bao bì nào hết. Ok, khá là căng thẳng đó cả nhà yêu ơi. Nhưng mà nhìn bên ngoài này, nhìn cái màu pastel cam cam này, tự nhiên mình liên tưởng tới mấy cái trái đào đó mọi người. Tự nhiên mình bắt đầu liên tưởng tới mấy cái trái đào. Ok, không biết là cái chai Narciso này nó có mùi đào hay không. Nhưng mình hứa có thì chắc là mình không được em này luôn á, bởi vì mình chưa thấy chai Narciso nào mà có mùi đào hết. Ok, mình đã cầm trên tay ngay rồi đây. Bây giờ mình sẽ bóc cái hộp giấy này ra luôn. Cái cảm giác cầm những cái đồ mà mới cứng như thế này luôn luôn là cái cảm giác thích nhất. Chang 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 chang. Và cuối cùng mình cũng đã cầm trên tay được một em Narciso Ambre mới cống như thế này. Mình không biết là ý kiến của chị em như thế nào, nhưng mà với bản thân Dương, khi mà Dương nhìn vô một bộ sưu tập của Narciso ấy, thì Dương luôn thích những cái chai nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này hơn là những cái phiên bản cao hình chữ nhật. Bởi vì chắc là Dương nhỏ con cho nên Dương cũng thích những cái chai mà bé bé xinh xinh giống Dương. Nhưng mọi người thấy ở đây thì chai Narciso Ambre này nó vẫn giữ một cái thiết kế chai vuông vức giống như những anh chị khác thôi. Phần thân chai thì bằng thủy tinh bóng loáng này rất là sáng, và còn nắp chai thì hơi matte một chút xíu và có in tên của thương hiệu này nữa. Nhưng mà cái mà mình chiêm ưng nhất vẫn chính là cái màu pastel này của em Narciso Ambre. Kiểu như là nó cứ kiều diễm, nó dễ thương và nó cute như thế nào ấy. Thì mình rất là trông chờ một cái mùi hương đặc biệt đến từ Narciso Ambre. Nếu như mà được đoán thì mình đoán chắc cái mùi hương này nó sẽ rất là trẻ trung và rất là sôi nổi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không đoán già đoán non nữa, mình sẽ bắt đầu thử mùi luôn nha cả nhà. Ban đầu thì mình tính là sẽ xịt trực tiếp lên da, nhưng mà mình nghĩ lại là hình như là lên trên da thì nước hoa tùy theo cơ địa hay là tùy theo mỗi loại da, nó sẽ cho ra những cái mùi hương rất là khác nhau. Cho nên là để cho chắc chắn thì mình sẽ vừa xịt ra da và vừa xịt ra giấy thử luôn nha cả nhà. Để mình xem thử là coi thử cái độ lệ nó có nhiều hay không ha. Lên da này rất thơm rồi nha cả nhà, rất thơm rồi. Đây là thời khắc quyết định. Thật ra cái mặt mình nó đang hơi, nó sẽ hơi đơ một chút xíu, hơi đứng hơn một chút xíu, mọi người thông cảm cho mình nha. Bởi vì khi mà mình suy nghĩ cái gì đó thì mặt mình nó sẽ hơi căng và hơi cau có lại một chút xíu, hơi nghiêm trọng một chút xíu, nhìn hơi quậu nữa. Nhưng mà không phải đâu nha, thực ra mình chỉ đang suy nghĩ. Mình có thể nhận ra cái tông hương hoa, nhưng mà chính xác là hoa gì thì mình vẫn chưa có thể nào đoán ra được. Nhưng mà mình chắc chắn 100% là hương hoa khi mà mình mới xịt cái mùi hương này ra. Nhưng mà để đoán được là cái tên hoa gì thì chắc chắn là mình phải cần thêm thời gian. Tôi chưa thể nói rõ, nhưng mà cái thứ mình có thể diễn tả cái tông hương này là nó đẹp và nó rất là lạ. Mình chưa từng thấy cái tông hương này ở trong cái nhà Narciso và những cái dòng nước hoa khác bao giờ đấy. Rất lạ đó cái nhà. Ở cái em này toát lên một cái sự nó trang nhã và nó kiều diễm, nó có cái sự sang, nhưng mà mình có một cái cảm tưởng là đằng sau cái sự sang này, đằng sau cái bộ mặt sang trọng này là còn một cái gì gì đó nữa. Nó tinh nghịch cũng có này, nó hơi trẻ trung, nó hơi năng động cũng có nữa. Cái mùi hương này mình phải nói là ngửi một phát là yêu liền được luôn ấy. Nhưng mà sao nhỉ, ý của mình là cô nàng này, nếu như mà Amri là một cô nàng ngoài đời thật thì mình chắc chắn Amri sẽ là một cô nàng rất là thú vị, có rất là nhiều lớp tính cách khác nhau, và mình phải bóc tách từng lớp như thế thì mới biết được tất cả cái sự đẹp của Amri đấy. Tóm gọn lại là mình nghĩ Amri cần sang thì có sang, mà cần nhí nhảnh là sẽ có được nhí nhảnh luôn. Mình không biết nên dùng cái từ gì cho đúng để diễn tả em Amri này trong những cái giây phút đầu tiên như thế này hết. Nhưng mà tóm gọn lại là cái hương hoa theo mình nghĩ rất đầy đặn và rất là tròn vị.
mà mọi người cũng biết rồi đó, hương hoa thì nó cũng có hương hoa this, hương hoa that, cũng có hương hoa này, hương hoa kia. Các loại hoa thì rất là táo bạo, rất là nồng nàn, và các loại hoa thì cũng rất là nhẹ nhàng, rất là quyến luyến, rất là từ từ và chậm rãi đấy. Và cái hương hoa của Amri này, mình ngửi một phát là mình có cảm giác đây là một cái hương hoa sắc sảo. Nó có nét cá tính nhưng mà nó sắc sảo đó nha. Tự nhiên mình ngửi xong rồi cái mình liên tưởng tới ngay những cái bạn mà làm trong cái ngành creative, cái ngành sáng tạo đấy. Bởi vì nó rất là có một cái nét riêng. Và nếu như mà mình so Amri này với những cái anh chị em khác trong dòng Narciso thì mình thấy em này stand out hoàn toàn đấy. Nghĩa là nó sáng bật lên hoàn toàn đấy, và mình không hề nói thừa một chữ nào đâu. Ok, để mình có thể đón nhận được trọn vẹn cái mùi hương cũng như là trải qua đầy đủ các tầng hương hơn thì mình sẽ quyết định dừng máy tầm một khoảng thời gian ngắn để mình có thể ngồi và mình cảm nhận được cái sự thay đổi mùi hương của nó và trở lại nó quay sớm nhất có thể nha. Ok, cô Dương đã trở lại rồi đây. Ban nãy thì mình vừa nói tới cái đoạn là hương hoa có phần hơi sắc sảo và hơi ngót đúng không nè. Nhưng mà sau một thời gian khoảng một khoảng thời gian ngắn thì Dương quay trở lại thì Dương gửi lại đó, thì cái sự ngót này, cái sự hơi sắc sảo của tông hương hoa ban đầu bây giờ nó đã, Dương có cảm giác là nó mềm hơn rất rất là nhiều, nó dịu dàng hơn mà nó có thêm một cái chút xíu hương phấn hoa nữa. Nó hay hay ở cái chỗ đấy đó mọi người, cứ như là ban đầu thì hơi sắc sảo, hơi cá tính, hơi vô vọng chút xíu, nhưng mà càng về sau thì càng trở nên dịu dàng và mềm mại, bồng bềnh hơn. Bình thường khi mà mình thử những cái mùi mới thì mình có một cái thói quen là mình xịt rồi mình ngửi một lần để mình biết thế thôi. Cứ như là mình biết cái tông hương này, biết cái chai này có mùi này hay chai kia có tính cách kia. Nhưng mà với các em Amri này thì mình cứ phải đưa cổ tay lên ngửi đi ngửi lại như thế này này, mà những cái chai mà mình bắt mình phải ngửi đi ngửi lại như thế này thì nó rất là ít, đếm được trên đầu ngón tay luôn đấy. Cho nên là chị em ơi, Amri đã chính thức được vào danh sách top list của cô Dương rồi. Và cô Dương cũng chắc chắn là nếu như mà chị em mê những cái dòng của nhà Narciso Rodriguez trước đây, hay là thích những cái tông hương hoa thì sẽ mê mẩn luôn cái tông mùi của Amri lần này. Đối với mình thì mùi hương của Amri khá là dễ dùng đấy, kiểu như là không kén thời điểm dùng, không kén thời tiết dùng, không kém hoàn cảnh dùng. Nhưng mà với bản thân mình thì mình sẽ để dành em này cho những cái dịp quan trọng hơn, như là những sự kiện lớn hay là gặp mặt khách hàng quan trọng, đặc biệt là những cái buổi hẹn hò, và buổi hẹn hò đầu tiên đấy, những cái buổi hẹn hò mình cần phải gây nhiều ấn tượng cho người đối diện ấy. Bởi vì mình nghĩ một cái buổi đi chơi mà xịt một vài shot Amri như thế này thì sẽ rất là chuẩn, không chơi vào đâu được ấy. Tự nhiên là vừa sắc sảo, vừa mềm mại, vừa có cá tính, nói chung là có cái chất riêng của mình trong Amri. Còn về phần độ bám tỏa thì mình nghĩ là mình cần có thêm thời gian để mình thử nghiệm cho những cái môi trường khác nhau, những cái dịp khác nhau để mình có thể kết luận được là Narciso EDB Amri này bám tỏa như thế nào trên da của mình. Nhưng mà mình mong là nó vẫn sẽ bám tỏa tốt như những cái chai Narciso khác, bởi vì mùi nó cũng khá là ổn, khá là nồng nàn, khá là đậm đà và đậm vị. Ta-da! Thế là chúng ta đã cùng nhau đập hộp thành công một siêu phẩm rất đáng đồng tiền bát gạo của nhà Narciso Rodriguez, đó chính là Narciso EDB Amri. Và nếu như mà sau vlog này của Dương, các chị em có đi mua cho mình một chiếc Amri như thế này, cũng unbox như thế này, thì đừng quên comment cho Dương biết mọi người cảm nhận như thế nào về cái mùi hương này nha. Bởi vì nhiều khi mùi thì cũng là một mùi thôi, nhưng mà cách cảm nhận, cách suy nghĩ của mỗi người thì nó sẽ một khác thì sao. Bên cạnh đó thì đừng quên like và subscribe channel YouTube Number Film TV, bởi vì Dương còn rất nhiều topic hay ho và thú vị muốn chia sẻ đến với mọi người. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau nha. Yeah.